phía đội bóng áo xanh đã giúp cho Everton không phải đón nhận một tình huống nguy hiểm hơn. Harry Kane đã nằm ra, anh đã có va chạm với Doucouré. Doucouré đã nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đây có thể sẽ là bước ngoặt của trận đấu. Khi mà Harry Kane va chạm với Doucouré thì tiền vệ bên phía Everton còn đấm thẳng vào mặt của Harry Kane. Anh bức xúc với pha va chạm trước đó khi mà anh cho rằng Harry Kane đã cố tình đá vào chân của Demarai Gray. Và sau đó Harry Kane còn kéo áo Doucouré. Ở tình huống cuối cùng, Doucouré đã tác động vật lý vào mặt của Harry Kane. Harry Kane cũng phải nhận thẻ vàng. Trọng tài đã làm hạ hỏa những cái đầu nóng bằng những chiếc thẻ. Harry Kane nhận thẻ vàng, còn Doucouré đã bị đuổi khỏi sân. Giữa lợi thế đang thuộc về Spurs khi mà đối thủ chỉ còn chơi với 10 người trong 30 phút cuối cùng. Tấm thẻ đỏ thứ hai trong trận đấu này đã xuất hiện. Lucas Moura chỉ vừa vào sân ít phút thôi và anh đã để lại một dấu ấn đáng quên. Lucas Moura đã có một pha vào bóng triệt hạ với Michael Keane. Anh đã dùng gầm giày lao thẳng vào cổ chân của đối phương. Hành động xấu xí của Lucas Moura không thể qua mắt trọng tài. Và cái cách anh phản ứng cũng cho thấy rằng cầu thủ người Brazil chấp nhận án phạt vừa rồi.